bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.